Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Đại Ca Anh đây. Thì giờ hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách làm lại một trò chơi cách làm lại trò chơi trò chiếu không gian trong Scratch 3.0 nha. Thì nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn nhớ nhấn một share, một like, một subscribe. Và các bạn nhớ nhận xét ở dưới phần mô tả để mà mình đáp ứng yêu cầu của các bạn nha. Giờ bắt đầu nào. Thì phần trước thì chúng ta đã lập trình cho cái máy bay nhưng còn được gọi là nhân vật chính của mình, gọi là cho nó bắn. Lúc nó bắn vô, nó bắn hai bên và lúc đó bắn nhầm bắn trúng thì đợi đấy nó sẽ nổ. Đấy, đúng như mình dự đoán. Rồi. Như vậy. Giờ tiếp theo. Giờ phần này, giờ video hôm nay là phần 2 nên là phần này chúng ta sẽ lập trình cho cái máy bay nha. Rồi. Thì trong trò chiến không gian thì mỗi giờ chơi bắn súng mỗi giờ chơi bắn súng này thì có chuyện đâu ấy thì nó cũng có mạng. Giống như cho nó có ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4, ngày 5 nó cũng lên mạng. Như vậy. Nên là trò này nó chơi cốt truyền nên nó cũng có mẹ nha. Rồi nó có mẹ có boss ấy, mẹ không có boss như vậy. Rồi làm nha. Giờ lúc này sẽ tạo ra một cái biến đó là màn. Và để cho nó công khai hết cái đối tượng nha. Rồi và chúng ta sẽ vô phong nơn và chúng ta lập trên là khi nhấn vào lá cờ màu xanh thì chúng ta sẽ đặt màn thành một và phát tin chơi màn. Thì tại sao lại phát tin cho mẹ? Bởi vì phát cái này cho nhân vật về địch để cho nó biết là chuẩn bị bắt đầu chơi rồi đấy. Và nó chơi thì mẹ. Giờ đầu tiên chúng ta lập trình cái kỳ địch đi. Là lập trình cho nó là khi nhận được chơi mẹ. Là nó sẽ làm gì đó. Là xem. Thôi cái bài đội đó thêm là nếu mà màn bằng máy vậy thì nó sẽ chạy cái nấy. Đó là cách mà mấy người lập trình game thường làm đấy. Nếu mà màn bằng một là nó chạy cái kia, nếu mà màn bằng hai là nó vẫn chơi mấy con kia, rồi nếu mà màn thứ ba ấy là có boss kiểu như vậy. Và mỗi màn thì nó cũng có những kỳ địch thì nó cũng có những chiến thuật khác nhau, giống như là chiến thuật tụi nó có chiến thuật tam giác đi hình theo hình tam giác ấy, rồi đi theo hình như những mấy con chim nó đi về bắc ấy, nó dẫn nên đoạn này đi theo bắc, rồi nó đi theo kẻ đoàn, tiếp theo là nó đi theo hàng ngang hàng dọc kiểu như vậy, hay là nó đi bên trái và bên phải, xong rồi bên phải xuống dưới lại, đấy, như vậy. Khi nhận được chơi mang à, nếu mà mang bằng một ấy thì giờ nó nhờ các bạn muốn làm chiến thuật thì các bạn làm thì giống giờ hay là mình làm chiến thuật tam giác nha. Mình đặt tọa độ ít là không và đặt tọa độ y là 180. Và lúc làm hình tam giác ấy, làm cái gian tam giác ấy thì chúng ta cho mấy kia cho kia ở giữa đi trước, xong rồi cho hai con ở bên trái và bên phải nó đi trước, đi sau, xong rồi hai con bên trái bên phải hai con nó nữa. Cứ như vậy thì nó sẽ làm lại cái hình tam giác. Ok. Rồi, nếu mà bằng 1 ấy là đi tới điểm ít là 0, còn y là 180. Xong rồi mình tạo ra bản sao của nó. Đấy. Không, mình lặp lại chứ. Mình lặp lại cỡ 2 lần đi. Tạo bản sao của bản thân tôi đúng không? Là tạo bản sao của bản thân tôi đâu. Không, đợi trước ở trên này ơi, lặp lại 3 lần. Cho nó là thay đổi hoàn độ một lượng là âm cỡ âm 80 đi. Âm 80. Xong rồi cho nó tạo ra cái bản sao của nó.
rồi xong rồi cho nó chạy bên phải nữa, cho nó hai con nó đi cùng một, hai con bên trái và bên phải với con ở giữa đi trước, đi đi sau nhưng mà đi cùng một lúc luôn nha. Nó như vậy ấy thì nó mình đặt khoản đồ là muốn vậy thì mình sẽ đặt thêm cái khối lệnh đặt khoản đồ là thuần tọa độ x, không lột giá trị tuyệt đối của tọa độ x. Tọa độ x nếu mà tọa độ x là nó âm hay nó là số âm ấy thì các bạn sẽ đổi vô cái giá trị tuyệt đối. Thì cái nghĩa của giá trị tuyệt đối là gì thì mình cũng chỉ chỉ cho các bạn là nó sẽ đảo ngược cái số số âm thành số nghiêng. Còn nếu mà đảo ngược số nghiêng ấy thì vẫn là số nghiêng thôi nha. Nếu mà các bạn dùng giá trị tuyệt đối lên số nghiêng thì vẫn số nghiêng. Còn nếu mà các bạn đảo ngược giá trị tuyệt đối lên số âm ấy thì thành số nghiêng. Như vậy. Đấy thấy không? Giờ mình lặp lại 4 lần đi. Lên xuống không nó làm gì nhưng mà nó chưa có tạo ra bản sao. Thêm cái này nữa cho nó tạo bản sao của bản thân tôi. Như vậy. Rồi. Sau đó mình chúng ta sẽ cho nó quay lại. Đặt con độ bằng không phải giá trị tuyệt đối của đây nữa. Nếu nó mà tọa độ ít mà 80 ơi, 87 ơi. Mình thay đây, mình thay đổi là vẫn 87. Nên mình sẽ đặt hoàng độ bằng hoàng độ trừ cho hoàng độ trừ cho hoàng độ nhân 2. Giống như mình trừ trừ cho hai phần của nó. Hoàng độ trừ cho hoàng độ nhân 2. Hoàng độ đâu? Ở đây đây đây, hoàng độ trừ cho hoàng độ nhân 2. Đấy. Ủa gì nhiều không đợi ít lại. Đấy các bạn thấy chưa? Thế là đúng không? Đỡ mình tắt cái men này đi. Nào mình đỡ men chỗ khác dưới đây đi. Thôi cỡ. Rồi giờ tiếp theo là chúng ta sẽ lập trên chân kỳ định nó bay ấy. Nó bay được giờ xuống dưới. Rồi nó cứ đứng ở giữa xong rồi nó bắn. Rồi nó mới bay xuống dưới. Kiểu như vậy. Đây khi mẹ nhận được chơi mẹ lột khi mẹ tôi bắt đầu là một bản sao mẹ nếu mà mẹ mẹ một ấy không nên nó bay xuống chưa không chúng ta sẽ tạo ra một cái kiểu là chạy chiến thuật một cái biến ra là chiến thuật. Rồi trong đây mình đặt chiến thuật là mở đây trên này trước đây sau đó mình sau đó lúc đó thành một bánh xe quay nó sẽ chọn chiến thuật. Nếu mà chiến thuật nó bằng một đây nó sẽ làm nó chiến thuật bằng một đây thì nó sẽ bay từ trời xuống dưới. Còn chiến thuật bằng hai từ trái sang phải rồi phải sang trái rồi chiến thuật thứ ba lùm xùm kiểu như vậy. Để chiến thuật, nếu chiến thuật bằng 1 à thì cho nó lặp lại mãi. Lặp lại mãi cho đến khi mình nó chạm vào. Không, lặp lại mãi cho đến khi mình nó chạm vào đâu. Đây, chạm vào nhân vật. Hoặc là nó xuống dưới sâu là sâu. Vậy là đặt tọa độ ít nó nhỏ đồ ơi của nó nhỏ hơn âm 180 đấy để cho nó đi xuống hoặc là nó di chuyển 10 bước không cho nó khỏi lặp lại cái này chỉ làm sau đây thôi. Mình cho nó lặp lại 10 lần đi. Là nó di chuyển 10 bước. Đấy trên này xong rồi cho nó lặp lại cỡ 100 lần. Là nó cứ lên xong rồi nó xuống ấy.
Rồi vậy. Lặp lại 20 ơi. Lặp lại 20 nó lên xong rồi nó xuống. Lên xuống kiểu vậy. Đây. Cho nó lặp lại tiếp. Lặp thêm hai cái lặp lại trong này. Lặp lại 10 lần là di chuyển âm 10, không âm 1 chứ âm 1 bước. Và lặp lại 10 lần di chuyển 1 bước. Thôi cho nó bay xuống tiếp như đó. Đó kiểu vậy. Không mình làm cho nó chậm lại ơi. Hơi nhanh rồi. 0.4 ấy, 0.4. Ông 0.4. Rồi, lúc đem nó không có hình tam giác rồi. Biết sao ấy. Vân đỡ đợi 1 giây. Vân đỡ đợi 0.4 giây. Cho nó đợi 0.4 giây luôn. Ấn cái đối tượng địch đi. Ấn cái đối tượng gấp nha các bạn. Là lập trình cho cái bảng xe nó hiện lên. Còn cái bảng gấp thì nó ẩn nha. Vậy các bạn nhớ đợi cái hiện lên trên khi tôi bắt lên một bảng xe rồi. Đợi cho nó khỏi ảnh hưởng. Đấy các bạn thấy chưa. Nó làm kiểu như vậy à. Mà lúc mình bắn thì nó chưa chết. Rồi chúng ta sẽ lập trình cho nó, lập trình mạng cho nó. Đấy kiểu như vậy. Ồ, tung đồ nó. À, nó dừng rồi. Nó chạy xong rồi cho nó xóa bền sao. Xóa bền sao này. Wow, để mình xem thử. Hello. Em gây. Anh lột nói chào lao được rồi. Ôi. Nó chạm vô bên lề nó mất. Nhưng mà nó không có nổ tung. Mình sẽ treo mấy cái nổ tung này cho kỳ địch. Một hình. Hai hình. Ba hình. Bốn hình. Năm hình. Sáu hình. Bảy hình. Đây. Đang quay. Ok. Lúc đó mình bỏ nhân vật ra thêm loại tung đồ vậy không? Mình lập trên cho ký lập lại cho đến khi ấy. Nếu mà đem trả về nhân vật cái gì nó sẽ cho đến cái hình số 1 này là nó nổ tung. Nó lặp lại 6 lần. Hình tiếp theo. Coi thử nó có bao nhiêu hình nổ tung nha. Coi lặp lại 1 lần, 2 lần. Lặp lại 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần, 6 lần. Đúng rồi. Đấy. À, lúc nó mới bắt đầu chưa? Mà mình cũng đặt nếu mà mình một cái chuyện sang thiết kế là D2 nha. Để cho nó khỏi bị cho nó làm cái hình thành cái hình gì ta hình nổ tung nó mới xuống á mày nó hình nổ tung không mệt đấy đấy nó nổ xong rồi nó biến mất nha vâng đặt cái rồi cái bàn đặt cái kích thước hình máy nha giờ nó nổ hơi to siêu to khổng lồ đấy nó thành vậy đúng không và lưu ý đặt ký kích trước cho này là nó bằng 100 luôn đi là ok được rồi đấy và tiếp theo là chúng ta sẽ lập trên cho cái mạng của nhân vật này kỳ địch nha thì mình tạo cái mạng nhưng mà mạng đó phải dành cho liên mỗi cái đối tượng nha là có giống mỗi riêng cái kỳ địch này thôi. Có cả mấy cái nhân bản cũng dùng điên cái mạng của nó. Nên là mình đặt đây mạng địch
là xong. Rồi, miền địch là đúng không? Tiếp theo, mấy cái con mà yếu kiểu dây vậy thì mình đặt cái mạng. Chúng ta sẽ đặt cái mạng ở trên này. Rồi mình đặt cũng đặt, chúng ta cũng sẽ đặt cái níu trong mấy cái bảng sao này nha, không có đặt vô cái níu chiến thuật ăn một ấy, đừng có đặt vô đó. Ok, nếu mà nếu giờ chúng ta đặt là nếu mà cái đặt cái thiết kế ấy, là nó bằng 2, thiết kế số bằng 2 là có nghĩa cái thiết kế đó à, cái hình đ d 2 đây là số 2 chỗ đây à, bạn có thấy không? Đấy, nó sẽ tròn màng của nó yếu hay nó mạnh tùy vào mấy cái loại loại ảnh nó mấy cái kỳ địch à. Màng địch là 2 ở đây ơi, giờ nó lập trên trong đây luôn. Khi sự kiện khi mà bắt đầu là một bàn sao lầu thêm cái đây nữa, nếu như chiến thuật ăn một bỏ mới hết mấy cái này đi. Rồi cho nó lập cho nó lập lại cho đến khi coi không cho nó lập lại mãi ơi, là nó đợi cửa 2 giây rồi nó bắn, không nó đợi 3 giây ơi là nó tạo ra viên đạn. Mà giờ chúng ta sẽ tạo đạn địch nha, nhân bản nó la đi, nhân bản la. Là chúng ta thay đổi hiệu ứng màu bằng máy ơi, bằng 40 ơi, cho cái màu nó khác cái màu của cái kỳ địch. Đấy, đây hồn đồ nhân vật nha. Giờ kỳ địch đấy. À lộn, mình xóa cái viên đạn ơi, cho kỳ địch làm viên đạn luôn nha. Nó không qua đi đến nhân bản được, đó là tự tạo ra đạn trong này luôn. Ai mình phải chèn mấy cái ảnh vô đây nữa. Rồi đỡ đỡ đây vô địch luôn ơi, đỡ hết mấy cái đây vô địch. Đây chết là nhiều quá, thay đổi ứng máu bằng 40 nha, đặt đối tượng gấp em một này nấy lồn nhớ rồi. Coi đây mình bỏ cái đối tượng gấp này đây. Ok xóa cái đối tượng gấp đi. Ok giờ khi tôi bắt đầu một bánh xeo à, mình sẽ đặt là loại kỳ địch, loại địch là kiểu gì, là viên đạn kỳ địch hoặc là kỳ địch hoặc là boss như vậy. Mình alo mình nên đặt là dành cho mọi đối tượng này chứ. Ok loại địch chỉ đối tượng này, đầu đặt cái nó tạo lúc nó tạo ra bằng sao thì nó lem nha. Đầu ta đây nó sẽ đặt loại địch là ha, mình đợi vô đây luôn đi, đặt loại địch là đạn. Ok
con này là nó từ trào lá đàn nha. Cái này à là chúng ta được loại nha, loại đàn là kiểu gì? Loại địch á, loại địch là kiểu địch rồi, đơn giản. Ở đây what the hell lâu giờ chúng ta lập trên đây khi tôi bắt đầu một biển sao. Nếu mà kia mở cái níu vô, nếu mà loại địch đây là bằng đạn thì nó mới bắn đấy. Chỗ đây nếu mà đang chạm về mà nhân vật ấy, lặp lại mãi cho đến khi mà chạy về nhân vật. Ok, nếu đang chạy vào nhân vật thì nó sẽ nổ tung. Ok rồi, đây giờ nhân vật hết nha. Đầu cái này cũng vậy, giờ cái này cho nó khỏi thay đổi tung độ. Nó khỏi cho nó hướng ở phía trên đi, cho nó hướng ở phía kia kỳ địch. Nên mình làm cho nó quay ngược lại, quay ngược lại các bạn. Lộn, sao lúc nãy mình không làm vậy luôn đi. Ý gì? Đây. Cho nó hướng vào phía hướng của lộn, đây kia đối tượng gấp mà. Vin. Mình quên. Cho nó hiện lên đi. Hiện lên. Như là đặt đây bàn đèn thì nó làm. Nó mới hiện nha. Nó có cái hiện trong này rồi. Ghê đúng không? Cho nó di chuyển 20 bước. Không, di chuyển 18 thôi. Cho nó kỳ địch mà yếu hơn chứ. Mình đợi đây đâu. Di chuyển 18 bước. Ok, đợi vô đây. Làm gì được ta? Ủa nó đi mà nó cứ bị lắc lắc hay sao á? Đây, cái đây cũng bị, cái đây bị nó lên mình cho nó di chuyển 18. Bị á. Rồi cái làm gì? Làm gì đó? Được. Chạy nhanh quá. Đặt 12. Ôi viên đạn chưa mất luôn. Mình đợi đây nữa. Nếu mà tương tung đồ nó nhỏ hơn nha. Bởi vì nó bay xuống dưới ấy. Tung độ nhỏ hơn 180. Địch đâu mất hết rồi. Wow. Nếu mà loài địch, cái này cũng vậy. Nếu mà loài địch đấy là nó bằng, đã bằng mấy ta? Loài địch là bằng địch thì nó sẽ làm. Nó có gì sai đâu ta? Cái này nó bị cái phần này nè các bạn.
Cái này mình đổ thêm cái níu nữa, níu mà lò địch bằng đạn thì nó mới làm cái này nha. Rồi ok. Bắn. Còn nó bắn chưa? Ủa sao nó... Ê! Heo! Sao nó bắn? Ở lộn, trung độ nó nhỏ hơn ông 180. Ok, cho nó bắn thử. Wow. À, bắn yếu. Đây đổi hiệu ứng màu nó bị rồi. Thay đổi hiệu ứng màu bằng 140 đi. Ok cho nó bắn lại. Cái màu nó bị ấy. Lao được rồi đấy. Giờ mình đánh vô kỳ địch đây à. Nếu là bắn vô nhân vật ấy, nếu là đang chèo với nhân vật đó nổ đúng không? Giờ tiếp theo là cái kỳ địch đây. Kỳ địch đây. Nếu mà mình thêm một cái khi mà tôi bắt đầu một bài xeo tiếp để cho nó khoảng nữa đó mấy cái kia cho nó lặp lại mãi. Nếu mà chèm vào đạn ấy, đang chèm vào đạn thì nó sẽ giảm màn lại, thay đổi màn địch là -1. Thay đổi màn một là -1 xong rồi. Còn đây nữa à. Đâu ta, mình tèo thêm một danh sách nha. Danh sách được gọi là danh sách gì ta, à danh sách thiết kế, danh sách không làm địch bay máu, không làm địch mất máu. Ok cho tất cả luôn. Ôi giời, chết rồi, là bật lộn. Nó bị gì rồi? Đây. Rồi. Coi đây à. Khi nhấn vào là cái màu xanh chỗ đây luôn đi. Cho nó lặp lại 7 lần. Lên thêm phần tử 1. Phiên phần tử 2, 3, 4, 5 kì vậy. Số ơi, mình tạo một cái biến tên là số. Lâu đặt số là 1. Số hết mấy cái số hết tất cả lực cơ trong cái danh sách này. Trở lên phiên phần tử gì ta, phần tử số là cho nó thay đổi số là 1. Ok. Cái viên đạn nó nổ, nó có bao nhiêu hình nổ ta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đúng rồi. Đấy. Để cho nó lâu, cho làm đây nha. Mình thêm một cái níu vô trong cái níu này để chèo ra đạn nữa. Đó chính là nếu mà thiết kế của cái viên đạn. Cậu. Đây, thiết kế viên đạn để nó bắn. Đây thiết kế của viên đạn thì nó bằng nó không có bằng coi đâu ta. Đây nếu mà giờ phần này mà nó có cái chữ đây ấy, nếu mà nó kêu có ấy, vậy thì nó sẽ không có làm.
lên lên mình thêm cái không phải nữa, nó mới mắc máu nha, để cho nó khỏi nhầm lẫn với cái phân bị nổ tung ấy. Ơi hơi lạ nha, lộn đây 4 5 6 7 8 9 mà lột chưa. Đâu ta chất lầu lồng sộm xì lâm á. Đây tên thiết kế chưa bánh. Không bị luôn. À, vậy là mình đợi viên đạn cho nó đợi chút nha. Chèm vô địch đấy cho nó đợi 0,1 giây xong rồi nó mới nổ. Nè vậy đi. Cho nó chắc ăn. Bắn. Nó nổ rồi à. Thấy chưa? Nó nổi vô trong cái bạn đó thôi. Cái bạn thấy lè cơ đúng không? Rồi. Ok. Rồi bên bắn lại nha. À, tên thiết kế là đèn lên một mà xem nó lại nó lẹ cơ á. Nếu không phải thôi các bạn có thể bỏ cái phần này nha, bỏ đi, xóa xóa cái số nha. Là các bạn thay đổi màn địch là âm một xong rồi đợi 0,1 giây. Bắn. Ôi vậy có phần sai là cái phần của màn địch rồi. Nếu đang chạm vào đạn nó thay đổi màn địch là âm 1. Nó bị cái gì đó rồi các bạn. Không phải lỗi. Đây chiến thuật màn 1 nó bị nó chưa gắn vô. Hồi lộn không phải. Cái này chưa. Thiết kế số thiết kế tên đó bằng đợt 2 đi. Mình chưa lập trình cho cái mạng đợt. Trời ơi. Đây thay đổi mạng đợt bột lượng là ông 1. Thêm cái này nữa. Nếu mà mèo ấy mà nó nhỏ hơn một ấy, cái gì là số 0 nó nhỏ hơn một vậy nó sẽ nổ tung. Rồi bắn. Là các bạn làm lại cái số này nha, lỡ làm bị. Là các bạn đừng có xóa cái phần danh sách nha.
Ok. Ok. Thì mình đã lập trên lại cái phần lúc nãy mà mình đã xóa nha. Đó kỹ thuật. Đấy. Chạy được đâu đúng không? Các bạn thêm cái phần à. Đợi cho đến khi phong phải chạm vào đèn à. Nha. Rồi. Giờ chúng ta để làm giờ hôm nay chúng ta để làm lập trình cho cái kỳ đặt đâu nha. Thì video đến đây cũng kết thúc rồi, thì xin chào các bạn và bye bye nha. Thì các bạn nhớ nhấn một share, một like, một subscribe để mấy mình làm thêm phần thứ ba nha. Thì xin chào các bạn và bye 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 bye.